Cẩm Tú xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 8 tháng 10 năm 2024 của báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của báo Thanh Niên. Mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Thưa quý vị, Israel hôm nay 8 tháng 10 đã triển khai xe tăng tiến sâu hơn vào khu vực trại tị nạn Jabalia ở miền bắc dải Gaza và kêu gọi người dân tản cư trước khi khu vực này bị tấn công. Các bác sĩ Palestine cho biết đã có báo cáo thương vong ở Jabalia, nhưng họ không thể tiếp cận các khu vực đang bị tấn công. Quân đội Israel cho biết đang cố gắng ngăn chặn Hamas tiến hành đột kích từ Jabalia, cũng như ngăn các thành viên của nhóm này tập hợp lại. Thông điệp Jabalia đang bị xóa sổ được nhắc đi nhắc lại trong nhiều tin nhắn được đăng trên mạng xã hội của người dân Gaza. Các quan chức y tế Palestine cho biết hàng chục người đã thiệt mạng ở dải Gaza trong 24 giờ qua. Quân đội Israel cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng trong trận chiến ở phía bắc Gaza. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua 7 tháng 10, đánh dấu một năm kể từ khi Hamas tấn công vào các khu định cư ở miền nam Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột dữ dội ở Gaza. Các phe tham chiến đã có những cuộc tấn công đáng kể vào đối phương. Tên lửa của Hezbollah bắn vào Israel vào hôm 7 tháng 10, đúng ngày đánh dấu một năm xung đột ở Gaza. Đây cũng là thời điểm Israel có vẻ đang sẵn sàng mở rộng chiến dịch trên bộ ở Liban. Hezbollah cho biết đã tấn công một căn cứ quân sự ở thành phố Haifa bằng một loạt tên lửa. Hezbollah cho biết cũng đã tiến hành một cuộc tấn công khác vào thành phố Tiberias của Israel. Cuộc tấn công của Hezbollah, một đồng minh của nhóm Hamas, cho thấy xung đột Gaza đã lan rộng khắp Trung Đông đến mức nào. Có những lo ngại rằng cả Mỹ, đồng minh của Israel và Iran sẽ bị cuốn vào xung đột. Trong cuộc tấn công mới nhất này, quân đội Israel cho biết 5 quả tên lửa đã được phóng từ Liban vào Haifa và 15 quả được phóng vào Tiberias. Một số quả tên lửa đã bị bắn hạ. Trong khi đó, Hamas cho biết đã tấn công trung tâm thương mại Tel Aviv của Israel bằng một loạt tên lửa. Cuộc tấn công này diễn ra sau một loạt đòn tấn công dữ dội từ Israel nhắm vào Hezbollah ở Liban trong những tuần gần đây. Ông Mohammed Kanso là một trong 1,2 triệu người phải tản cư vì cuộc tấn công của Israel ở Liban. Ông nói đất nước Liban đã bị ép vào cuộc chiến này và ông không muốn phải sống trên đường phố. Israel cáo buộc Hezbollah cố tình đặt các trung tâm chỉ huy và vũ khí bên dưới các tòa nhà dân cư ở trung tâm Beirut. Hezbollah bác bỏ điều đó. Đêm 6 tháng 10, tên lửa của Israel trút xuống như mưa ở thủ đô Liban. Nhiều người lo ngại Israel sẽ tấn công Liban với mức độ hủy diệt tương tự ở Gaza. Quân đội Israel hôm qua đã tổ chức một cuộc không kích lớn, điều đến 100 chiến đấu cơ tấn công hơn 120 mục tiêu Hezbollah trong vòng 1 giờ. Israel nói mục tiêu bị ném bom gồm các đơn vị Hezbollah ở mặt trận phía nam và lực lượng rocket, tên lửa và tình báo của nhóm này. Hamas cùng ngày bắn loạt rocket từ Gaza vào lãnh thổ Israel và tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến tiêu hao lâu dài và đau đớn chống lại đối phương. Hezbollah cũng phóng khoảng 190 rocket về phía Israel trong ngày 7 tháng 10 và một trong các mục tiêu là căn cứ của đơn vị tình báo quân đội 8200 ở ngoài ô Tel Aviv. Vào buổi chiều, quân đội Israel cho biết đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi khai hỏa từ Yemen. Trong ngày hôm nay, Tehran tiếp tục cảnh báo Israel rằng một cuộc tấn công nhắm vào Iran sẽ khiến cho Trung Đông rơi vào tình thế nguy hiểm. Một nguồn tin quân sự tiết lộ Iran đã chuẩn bị nhiều kịch bản cho cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Cụ thể ra sao, Cẩm Tú xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Theo hãng thông tấn Tasnim, quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Iran đã bắn một loạt tên lửa vào Israel vào tuần trước, tấn công một số căn cứ quân sự để trả đũa những vụ ám sát các thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah. Israel sau đó tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn để trả đũa. Hãng thông tấn Tasnim do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC điều hành tối 7 tháng 10 cho biết Tehran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản để đáp trả bất kỳ hoạt động nào của Israel. Tasnim dẫn nguồn tin quân sự cho biết phản ứng của Iran không nhất thiết phải là sự đáp trả tương đương với hành động của Israel, nhưng có thể dữ dội hơn và nhắm vào các mục tiêu khác nhằm tăng cường hiệu quả của phản ứng. Theo nguồn tin của Tasnim, do Israel nhỏ hơn Iran rất nhiều và có cơ sở hạ tầng nhạy cảm hơn nên sự trả đũa của Iran có thể gây ra những rắc rối chưa từng có. Nguồn tin nói nếu cuộc tấn công của Israel được một quốc gia khác hỗ trợ, nước đó sẽ vượt qua ranh giới đỏ của Iran và sẽ gánh chịu thiệt hại. Bình luận này dường như nhắm vào Mỹ, đồng minh và nước hỗ trợ lớn nhất cho Israel. Tuần trước, Tehran đã gửi một thông điệp tới Washington thông qua Qatar, tuyên bố Iran không chấp nhận đơn phương kiểm chế được nữa. Cuối tuần trước, kênh truyền hình Can 11 của Israel nói Mỹ đã đề nghị sẽ đảm bảo cho Israel một gói hỗ trợ để nước này không tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc cơ sở dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với CNN rằng mọi thứ đang được lên kế hoạch.
Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin, Ngoại trưởng nước này ông Abbas Araghchi sẽ thăm Ả Rập Xê Út và các nước khác ở Trung Đông từ hôm nay 8 tháng 10 để thảo luận về các vấn đề trong khu vực và nỗ lực ngăn chặn hoạt động của Israel ở Gaza và Liban. Theo các nguồn tin của Reuters tuần trước, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, hầu hết là các nhà xuất khẩu năng lượng lớn như Iran, đã tìm cách trấn áp Tehran về lập trường trung lập của họ trong cuộc xung đột Iran-Israel. Chuyển sang thông tin liên quan đến xung đột Ukraine. Thưa quý vị, quân đội Ukraine cuối ngày 7 tháng 10 cho biết lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thành phố tiền tuyến Torex ở miền đông chưa đầy một tuần sau khi thị trấn pháo đài Vuleda thất thủ. Reuters ngày 8 tháng 10 đưa tin lực lượng Nga đã tiến đến vùng ngoại ô thành phố Torex ở miền đông Ukraine. Theo thông tin từ quân đội Ukraine, binh sĩ Nga đã tiếp cận Torex, thành phố cách thị trấn Vuleda khoảng 130 km về phía bắc. Vuleda từng được xem là pháo đài vững chắc của quân đội Ukraine trong hơn 2 năm, cho đến khi Moskva giành quyền kiểm soát hồi tuần trước. Phát ngôn viên Anastasia Popov-Nipkova của nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk của Ukraine cho biết tình hình không ổn định, giao tranh diễn ra gần như ở mọi lối vào thành phố Torez. Lực lượng Nga đã nhắm đến Torez kể từ tháng 8 và kiểm soát nhiều ngôi làng dọc hướng tiến quân. Giới phân tích quân sự nhận định việc kiểm soát Torez sẽ giúp Nga cản trở được các tuyến hậu cần quan trọng, kết nối hậu phương với tiền tuyến Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ dẫn thông tin từ các blogger quân sự người Nga nói rằng quân đội Moskva đã tiến đến dọc phố Rednicha và Tohovka ở trung tâm Torez, song chưa có bằng chứng cụ thể. Theo trang The New Voice of Ukraine, bà Popov-Nipkova ngày 8 tháng 10 nói quân đội Nga đã tiến vào ngoại ô ở phía đông thành phố và hướng đến khu mỏ ở trung tâm, song hiện không dễ đánh giá Moskva đã kiểm soát bao nhiêu phần trong thành phố do giao chiến diễn ra mỗi ngày. Bà cho biết, tình hình liên tục thay đổi, đôi khi chúng tôi tràn qua vị trí của Nga, đôi khi ngược lại. Tuy nhiên, chúng tôi liên tục khôi phục vị trí kiểm soát và cố giành lại các khu vực từ quân đội Nga nhằm ngăn đà tiến công. Tại miền đông Ukraine, quân đội Nga được cho là đặt mục tiêu kiểm soát các thành phố Pokrovsk, Kharkiv, Kupiansk, Liman và Torez. Đối với Ukraine, Torez đã là thành phố tiền tuyến trong 10 năm qua vì nơi đây nằm gần các vùng lãnh thổ của Ukraine bị phe ly khai chiếm giữ từ năm 2014. Đây được đánh giá là thành phố cửa ngõ của tỉnh Donetsk, cũng là trụ cột của phòng tuyến mà Ukraine thiết lập trong khu vực. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Naza Voloshin nhận định Nga muốn biến Torez thành bàn đạp để thọc sườn thành trì Chasivya từ phía nam. Nhà phân tích quân sự Ukraine Dmytro Snehrinov nhận định rằng thành phố Torez có giá trị chiến lược nhờ vai trò trung tâm hậu cần quan trọng và nằm ở địa hình cao hơn khu vực xung quanh. Ông nói kiểm soát Torez sẽ giúp cho Nga chặn các tuyến hậu cần chủ chốt kết nối hậu phương với tiền tuyến của Ukraine tại Donetsk. Trong số này có trục đường nối thành phố Kostiantynivka với các thành trì chiến lược do Ukraine nắm giữ là Pokrovsk và Kramatorsk. Ngay sau khi rút quân ra khỏi hướng tấn công Kiev hồi đầu năm 2022, Moscow đã tập trung vào việc giành kiểm soát khu trung tâm công nghiệp cũ ở phía đông Ukraine, được gọi là Donbass, bao gồm các khu vực Lugansk và Donetsk. Donbass kể từ đó đã trở thành tâm điểm của cuộc xung đột, nơi diễn ra một số trận chiến lớn nhất ở châu Âu trong nhiều thế hệ. Và thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác. Nga mới đây bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến sự tại Ukraine nếu Kiev chấp nhận một điều kiện tiên quyết. Và đó là gì? Cẩm Tú xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 7 tháng 10 đưa ra điều kiện tiên quyết để kết thúc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 2 năm rưỡi, giữa bối cảnh Kiev và Moscow tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội lẫn nhau. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek được công bố hôm 7 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow muốn chấm dứt xung đột lâu dài thay vì chỉ đạt được lệnh ngừng bắn với Ukraine. Ông Lavrov cáo buộc Liên minh quân sự NATO đã gieo mầm xung đột và kích động xung đột, đồng thời nhấn mạnh phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Lavrov nói, Nga cởi mở với một giải pháp chính trị ngoại giao nhằm loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Nga sẽ hướng đến mục tiêu chấm dứt xung đột thay vì đạt được lệnh ngừng bắn. Theo kế hoạch, Ukraine phải chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời trở lại tình trạng trung lập, không tham gia liên minh và phi hạt nhân, bảo vệ tiếng Nga và tôn trọng các quyền và tự do của người dân. Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng, dù Moscow đã nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine trong hơn một thập niên, nhưng cố gắng này nhiều lần bị Kiev và phương Tây phá hoại. Ông cho biết, hiện tại chúng tôi thấy việc khôi phục hòa bình không nằm trong kế hoạch Ukraine. Ông Zelensky vẫn chưa hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Moscow. Trong khi đó, Washington và các đồng minh NATO vẫn cung cấp hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để cuộc xung đột có thể tiếp diễn.
Theo ông Lavrov, các biện pháp mà Nga đang tìm kiếm phù hợp với quỹ đạo của một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, trong đó Moscow là nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc và các quốc gia đang phát triển để khẳng định vai trò cũng như tiếng nói lớn hơn trên trường quốc tế. Bình luận về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, ông Lavrov cho biết, kết quả của cuộc bầu cử Mỹ không ảnh hưởng gì đến chúng tôi vì lưỡng đảng đã đạt được sự đồng thuận về việc chống lại nước Nga. Nga ngày 8 tháng 10 cho biết vẫn duy trì đường dây nóng khẩn cấp với Mỹ và Liên minh quân sự NATO để giảm bớt khủng hoảng khi rủi ro hạt nhân gia tăng trong bối cảnh đối đầu nghiêm trọng giữa Moscow và phương Tây. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi đang bước vào giai đoạn mà các quan chức Nga cho là nguy hiểm nhất khi lực lượng Nga có những bước tiến ở miền Đông, còn Mỹ cân nhắc cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko, người giám sát mối quan hệ với châu Âu và NATO, nói với hãng tin RIA nhà nước rằng Moscow nhận thấy liên minh quân sự này đang gia tăng vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược của mình. Ông Grushko cho biết Nga đang cập nhật học thuyết hạt nhân của mình để gửi tín hiệu rằng về sự sẵn sàng của chúng tôi nhằm đảm bảo an ninh của Liên bang Nga bằng mọi phương tiện sẵn có. Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác, một video xuất hiện trên mạng xã hội được cho là quay cảnh UAV S-70 của Nga bị tiêu diệt. Nhưng điều đặc biệt là chiếc UAV này bị chính máy bay Nga bắn hạ. Thực hư ra sao? Cẩm Tú xin mời quý vị cùng tìm hiểu qua video sau. Một máy bay chiến đấu không người lái S-70 của Nga dường như vừa bị bắn hạ trên bầu trời Ukraine bởi chính chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga. Các video bắt đầu xuất hiện trên Internet vào ngày 5 tháng 10 cho thấy cảnh phóng tên lửa bắn hạ mục tiêu phía trên khu vực Konstantinovka, Ukraine, gần Chasivya. Video cho thấy hai vệt khói nối tiếp nhau, rồi một vệt khói nữa rời khỏi máy bay ở phía sau và bắn trúng máy bay phía trước, cho thấy có lẽ một tên lửa không đối không đã được khai hỏa. Các mảnh xác máy bay sau đó được phát hiện trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Thông tin ban đầu cho rằng đó là xác máy bay Su-25, nhưng các xem xét sau đó dẫn đến kết luận một chiếc máy bay chiến đấu không người lái UCAV tối tân S-70 Okhotnik, tức thợ săn của Nga, đã rơi. Một tài khoản Telegram thân Nga sau đó giải thích, máy bay không người lái trúng tên lửa từ chiếc Su-57 bay cặp với nó, có vẻ như đã có một trục trặc với hệ thống kiểm soát UAV hoặc vấn đề kỹ thuật nào đó trong khi làm nhiệm vụ. Giới quan sát quân sự nhận định chiếc Su-57 có lẽ đã buộc phải bắn hạ UCAV S-70 để loại vũ khí tối tân này không lọt vào tay Ukraine. Nhiều nhà bình luận Nga cũng cho rằng việc cặp máy bay tàng hình Nga hoạt động sâu trong lãnh thổ Ukraine là bước tiến mới, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Một số tài khoản theo dõi quân sự chỉ ra rằng, dựa trên màu sơn, chiếc S-70 không phải là mẫu thử nghiệm mà đã được sản xuất hàng loạt. Hiện không thể xác minh các nhận định trên, không rõ loại tên lửa nào đã được sử dụng để bắn chiếc UCAV và cũng không rõ mức độ phá hủy của xác máy bay. Bộ Quốc phòng Nga chưa có thông báo chính thức. Dự án phát triển S-70 là phản ứng của Nga sau khi tụt hậu khá xa sau Mỹ và Trung Quốc về công nghệ máy bay thế hệ thứ 5 và UAV. UCAV này khá nặng so với các máy bay cùng loại, nặng gần 20 tấn, gần gấp đôi khối lượng của MiG-29 hoặc F-16 và nặng hơn 4 lần so với các máy bay không người lái tương đương như X-47B, máy bay có sải cánh khoảng 20m và chiều dài khoảng 14m. S-70 có thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên khi thả bom không điều khiển vào mục tiêu hồi tháng 1 năm 2021. Đến ngày 28 tháng 5 năm 2022, RIA Novosti đưa tin về một loạt các cuộc thử nghiệm bắn tên lửa có điều kiện mà tạp chí quốc phòng Jane kết luận là tên lửa hành trình tầm xa KH-59MK2. Vào năm 2021, có báo cáo cho biết Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch tích hợp S-70 với các phi đội Su-57. Động thái này càng củng cố thêm ý tưởng rằng S-70 sẽ hoạt động như một bạn đồng hành trung thành của Su-57, nâng cao khả năng chiến đấu thông qua sự hợp tác giữa các cỗ máy có người lái và không người lái. Lãnh đạo phụ trách đối ngoại EU Joseph Borrell trong một bài trả lời phỏng vấn mới đây cho rằng nếu không có trợ giúp từ phương Tây, Ukraine sẽ thua Nga chỉ trong 15 ngày. Ông Borrell lập luận rằng yếu tố quan trọng là cách thức chấm dứt xung đột, chứ không phải thời điểm và cần đảm bảo những điều khoản có lợi cho Ukraine vào thời điểm các bên có thể ngồi vào bàn đàm phán. Báo Financial Times của Anh tuần trước đưa tin một số quan chức Ukraine và phương Tây đang gợi ý về hướng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, trong đó Nga kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine trên thực tế nhưng không phải trên pháp lý, còn Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh thật sự từ đồng minh phương Tây.
Bình luận về thông tin trên báo Anh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông muốn đảm bảo hòa bình và an ninh đáng tin cậy cho Ukraine mà không có bất kỳ sự nhượng bộ nào về chủ quyền hoặc trao đổi lãnh thổ. Còn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7 tháng 10 tuyên bố hiện có rất nhiều đề xuất, rất nhiều học thuyết khác nhau, nhưng không có cơ sở thực tế nào đằng sau bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp về tình hình tại các điểm nóng xung đột trên thế giới ngày 8 tháng 10 của báo Thanh Niên. Cẩm Tú xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột trên thế giới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.